Chương 82, thế giới tu chân. Đùa chút thôi mà, không cần phải căng thẳng thời sinh cười lên vài tiếng. Muốn chúng ta giúp ngài thì cũng không phải không thể. Nhưng mà, ngài bắt buộc phải giết Long Quyết. Tiếp theo đó nếu tiện thì giải quyết luôn Diệp Thanh Thu đi. Tiên đế, Long Quyết là thiếu chủ của Long tộc, có giết cũng không vấn đề gì, nhưng còn Diệp Thanh Thu, cô ta là nhân vật quan trọng mấu chốt trong việc giải quyết ma giới mà Từ Hoa Tiên Quân đã tính toán ra. Chuyện giết Long Quyết tiên đế đã đồng ý nhưng giết diệp thanh thu thì chưa đồng ý thời xanh suy đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu dường như diệp thanh thu và tiên đế không có gì liên quan tới nhau mà lẽ nào lại là do tác giả có thể giết một thì giết một thời xanh miễn cưỡng đồng ý nếu diệp thanh thu có thể giải quyết dễ dàng như thế thì nàng ta đã không phải nữ nhân vật chính tiên đế phái người đi xử lý chuyện này người được phái đi không ai khác mà chính là trầm phong đương nhiên chuyện này cũng không hề đơn giản trầm phong thất bại Long quyết đã được người khác cứu đi rồi. Thời sinh đau đầu vì chuyện này, người của tu chân giới đều khó đối phó như thế sao? Trời ơi. Sau khi Long quyết được cứu đi cũng không được tốt cho lắm, lực chiến của Trầm Phong cũng không tồi, y gần như mất đi một nửa tính mạng, nếu không phải nhờ Diệp Thanh Thu thì có lẽ y đã chết rồi. Tại sao Trầm Phong lại muốn giết ta? Long quyết đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thanh Thu. Không liên quan gì tới ta, mặc dù hắn thích ta, nhưng ta không thích hắn một chút nào cả. Diệp Thanh Thu vớt ve khuôn mặt Long Quyết, người ta thích nhất là chàng. Long Quyết thực sự tức giận, cứ coi như người phụ nữ này cứu y thì cũng không thể thay đổi được những chuyện ả à đã làm với mình, y tuyệt đối không thể tha thứ cho ả. À. Diệp Thanh Thu thu tay lại, bàn tay lật qua lật lại, chàng hiểu rõ con người trầm phong hơn ta, chàng nghĩ hắn có thể nghe theo lời ai chứ. Tiên đế, trầm phong là đại tướng đệ nhất của tiên giới hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của tiên đế nếu có người nào khiến hắn phải nghe theo thì người đó chắc chắn là tiên đế nhưng tại sao tiên đế lại muốn y phải chết sắc mặt long quyết đột nhiên thay đổi chắc chắn là nam hải có biến không được y phải quay lại thời gian mà nam hải tiến đánh nhanh hơn những gì mà thời sinh tưởng tượng hơn nữa trong tiên giới đã có không ít người nghe theo sự xúi dục của nam hải cả tiên giới nhất thời mịt mù khói lửa Nghe chừng không cần phải dùng quá nhiều binh lực cũng có thể xông thẳng tới tiên cung của tiên đế, dòng người chật như nêm cối dồn dập vây kín tiên cung. Tiên đế, phải làm thế nào đây? Lục trương run lên, mấy người bọn họ quanh năm chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, nhàn rỗi thường lạc, đâu phải là đối thủ long tộc chiến đấu quanh năm chứ. Tiên đế ngồi vững trên ngai rồng, nhìn xuống hai người phía dưới. Hai người, tiên đế, điều kiện của ta, người vẫn chưa hoàn thành, đừng trách ta không thể giúp người. Thời sinh ngắt lời tiên đế. Tiên đế thở ngắn thở dài. Thời xanh đã ánh mắt sang phượng từ, phượng tư gật đầu nhẹ nhẹ, vung tay làm hòa diệm vây quanh người lục trương. Tiên đế kinh hãi, lên đứng dậy khỏi ngai rồng, các ngươi định làm gì? Làm cái gì, đương nhiên là cướp ngôi tiên đế rồi. Hiện giờ tất cả mọi người đang chiến đấu ở bên ngoài, trong này chỉ có vài người bọn họ, lúc này mà không động thủ thì còn định đợi tới khi nào. Bàn cô nương đợi cơ hội này thật không hề dễ phượng từ không chớp mắt tiến đến công kích tiên đế tiên đế kinh hãi chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hòa diệm vây trước mặt ông ta định dùng tiên pháp để phá hủy nhưng cũng bị cháy không ít dâu tóc nhìn bộ dạng vô cùng nhếch nhác tiên pháp nội thể của tiên đế không ít nhưng lại chẳng mấy khi dùng giờ đem ra xài thì đâu phải đối thủ của phượng từ chứ chỉ qua mấy chiêu đã bị phượng từ đánh bại nằm gục trên đất phượng từ dùng hòa diệm vây quanh người ông ta thời xanh tiến lại gần tiên đế mặt lộ rõ sự áy náy nhưng ngữ khí thì chẳng có chút nào gọi là ái náy cả. Rất xin lỗi, mượn ngay rồng của ngài chút vậy, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho ngài thôi. Tiên đế,